Cháo chở là gì? Chết mẹ đó rồi. Cháo chở là gì? Thường nghe người ta chửi người này người kia, mày rất là cháo chở. Rồi dùng cái từ đó cũng chửi bạn bè của mình, nhưng mà mình phải coi là chửi có đúng không? Tôi sẽ hy sinh một đứa nhà tôi để giải thích cái hiện tượng cháo chở cho một số em nhỏ chưa biết. Như đại ca có lông trắng đen thấy minh bạch đúng không? Mà nó là con mèo cháo chở nhất trong nhà của tôi. Nếu bạn bè ai có hiện tượng giống con này cứ chửi thẳng vô mặt nó, mày cái thứ cháo chở. Lộn, cháo chở. Và những đứa cháo chở luôn có lòng tham, ham ăn mà cũng ham của như thế này. Này đưa cái dĩa thịt gà xuống chỗ đại ca thèm lắm nha, nhưng mà tự nhiên có hai đứa nhỏ mà mèo con nó ham ăn tới cỡ nào mà đại ca rất là chảnh ăn chung với hai đứa này, đại ca quạo là quýnh nó, mà khi quýnh hai mèo con bị tôi quýnh liền. Không dành đồ ăn với mèo con được mà nó liếc vui, mà nhào vô ăn mà thấy mẹ mẹ tao hiểu tánh cho nên vui không có dám dành, nhưng đại ca cũng giả bộ không thèm, nhào vô mất công cắn mèo con bị sen quýnh. Lúc này đại ca quên đi sự hiện diện của con sen muốn giành đồ chơi của nhọn, mà nhọn kiểu mà nhìn sau lưng mày có ai kìa, lùi ra. Ủa đạp chúng ai giống cái chân con sen dữ gì trời. Lập tức từ kênh với người ta chuyển sang sắc mặt bị ăn hiếp. Vâng, đó chính là hiện tượng cháo chở như trong từ điển nói đó. Chỉ như cái bánh chán lật mặt qua lại đó. Cho nên ai chửi bạn bè mình cháo chở thì coi giống đại ca là đúng rồi đó nha. Thì cái sự cháo chở nào cũng gặp sự khinh bỉ, cái thú đi ngang kiểu. Ông ngoại nói cho mày nghe cái bản mặt của mày cháo chở mà tao muốn độn thổ giùm mày luôn rồi đại ca. Rồi kiểu tao là mày, tao lấy cái quần đội lên đầu cho rồi đi. Ý là đại ca chỉ là một con mèo, nó không có biết nói chuyện, nó dùng cái hành động đang hung hãn chuyển sang bị ăn hiếp thay đổi 180 độ, còn con người bằng cái lời nói đang nói lời này lập tức chuyển sang nói lời khác cũng là sự cháo chở. Vì thế cho nên tôi chửi người ta cháo chở thì nó lộ quá, thay vì mình chửi khéo á. Mày giống hệt con đại ca nhà tao mà tính từ một là hiểu rồi ha.